Linh quản ca, mày đây rồi. Lớp trưởng Tuấn. Biết mày làm ở quán karaoke, tao đi hát hơn 100 quán mới bắt được mày. Tết đến nơi rồi, mày có đi họp lớp không? Thôi, Tết này tao không đi đâu cả. Công việc nay đây mai đó. Về quê hay gặp bạn bè, tao xấu hổ lắm, chẳng biết ăn nói thế nào. Việc gì phải xấu hổ, mày phải tự hào lên đi chứ. Bác sĩ chữa tay chữa chân, mỗi lần thu có 100-200 ngàn. Còn mày, chữa trị tâm hồn cho người khác, mỗi lần thu cũng phải 500 nghìn chứ ít à. Thôi, tao không đi họp lớp đâu. Tao biết thừa, chúng mày đến chỉ để khoe khoang. Đứa thì giám đốc, trưởng phòng, đứa thì tiến sĩ, kỹ sư. Còn tao, chỉ là một nhân viên tiếp thị âm nhạc, làm mọi cách để âm nhạc và thịt bò khô hòa quyện lại với nhau. Đừng nghĩ xấu về người khác thế Linh ơi. Ngày xưa, mày là một cô quản ca ngây thơ trong sáng, luôn bắt nhịp cho mọi người những bài ca về hy vọng, về tình yêu cơ mà. Ngày xưa đi học, tao hát về trường lớp. Bây giờ đi làm, tao hát về trường đời. Mỗi năm, tao tham gia không dưới 100 buổi họp lớp. Tao đã quá hiểu rồi Tuấn ạ. Đừng nghĩ thế Linh ơi. Tết phải là một cái Tết vô lo. Đừng tự ti về những việc mình đang làm. Miễn là chúng ta kiếm tiền bằng sự chân chính thì chẳng có lo lắng gì cả. Đi họp lớp với tao đi. Mọi người đang nhớ nhau ra xiết đấy. Tao hiểu rồi. Tao cũng nhớ mọi người lắm. Tao sẽ đi. Thằng Tùng, thằng Tùng lớp phó lao động lớp 12A đâu? Mày có xuống đi họp lớp không thì bảo. Mày mà không đi là tao tạt sơn, ném mâm tôm vào nhà mày đấy. Lớp trưởng đấy à? Có dịp gì mà lại đi họp lớp thế? Tết đến rồi, chứ còn dịp gì nữa. Tết, Tết à? Mày làm sao đấy? Tao bị bệnh sợ Tết. Mày làm sao mà lại sợ Tết? Bác sĩ bảo vì tao chưa có người yêu, tao sợ Tết lắm. Đi đâu ai cũng hỏi có người yêu chưa. Tao sợ lắm, không gặp ai đâu. Đúng là khó thật. Tết đến mà chưa có người yêu thì khác gì triển chiêu ra đường mà không cầm kiếm. Khác gì động vật quý hiếm mà không được cho vào sách đỏ. Đúng là khốn khổ thật. Thôi, mày về đi. Tao sợ mọi người hỏi đã có người yêu chưa lắm rồi, không gặp ai đâu. Chào lớp trưởng. Ấy, Tết năm nay phải là một cái Tết vô lo. Mày yên tâm, rồi kiểu gì mày cũng tìm được một người phù hợp với mày, yêu thương mày bằng tất cả con tim. Mà những ai hỏi rằng mày đã có người yêu chưa là người ta đang lo lắng cho mày, muốn mày có được hạnh phúc đấy thôi. Vậy chẳng phải mày đã luôn có những người đang yêu mày đấy sao? Thế nào? Thế có đi họp lớp với tao không thì bảo. Đi, đi. Thằng Tú ghi sổ đầu bài, mày có đi họp lớp với tao không? Lớp trưởng đây à? Không, họp hành gì? Cả năm đi làm vất vả, chẳng kiếm được mấy đồng. Tết này tao ở ẩn. Ở ẩn? Thế mày không định về quê? Quê hương là chùm khế ngọt đấy. Nhưng ăn một quả thì phải trả cục vàng đấy. Giá vàng thì đang cao, trong khi tao chỉ còn có mấy triệu. Chịu. Tú ơi, mày nghĩ sai rồi. Tao cấm mày nghĩ thế. Tết đến, gia đình, bạn bè chỉ cần nhìn thấy nhau nở nụ cười tươi, nhìn thấy nhau mạnh khỏe đã là một cái Tết vô lo rồi. Nhưng Tết tao vẫn muốn mua được cho bố mẹ và các cháu những bộ quần áo mới, nhưng sợ chẳng lo đủ. Tưởng gì, thế thì Tết này mày vô lo thật rồi. Jody đang có rất nhiều chương trình khuyến mại dịp Tết, khi mua combo quà tặng quần áo cho người thân, đặc biệt còn ưu đãi độc quyền đến 50%, chỉ từ 149k trên Shopee và Lazada đấy. Mày thoải mái mua sắm mà tặng quà bố mẹ, vừa tiết kiệm vừa lịch sự mà lại còn bền đẹp nữa. Thế thì Tết này tao mua quần áo cho cả họ nhà ông hàng xóm cũng được. Yên tâm rồi nhá. Thế đã được đi họp lớp chưa? Chắc chắn sẽ không ai đòi quà mày đâu. Ê, nhưng trước hết
Tao phải ra rô đi mua quần áo cho thầy Bu tao đã. Xin chào tất cả mọi người. Vậy là buổi họp lớp của chúng ta đã đông đủ toàn bộ ban cán sự lớp. Mặc dù chỉ còn thiếu có 40 bạn nữa thôi, nhưng như vậy đã là đông đủ quá rồi. Nhớ ơn lớp trưởng Tuấn ấy. Thế mới là lớp trưởng chứ. Ừ. Và mục đích chính của buổi họp lớp ngày hôm nay, đấy là lớp mình ai có tiền thì cho tớ vay. Hả?